Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng trực tiếp vào 19 giờ hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay mùng 10 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Website bán vé tàu Tết tê liệt trong ngày đầu tiên bán vé. Phản ánh của khán giả Trần Văn Tuấn trú tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 097 3 số cuối 980. Sạt lở trên tuyến đường giao thông dẫn vào xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Phản ánh của khán giả Nguyễn Quang Dũng từ số điện thoại 0978 3 số cuối 934. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp giày Aurora tiến hành đốt rác thải không qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường. Phản ánh của một khán giả ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Xe máy đối đầu xe tải, hai người bị thương nặng. Phản ánh của khán giả Minh Lý ở khối 1, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại 091 3 số cuối 811. Báo động tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn lưới điện tại thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của khán giả Phan Thanh Hải ở thành phố Hồ Chí Minh. Tránh công an, xe tải cày nát đường vành đai thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Phản ánh của khán giả Trương Văn Phong từ số điện thoại 0979 3 số cuối 466. Phong trào tự nguyện hiến đất, góp tiền làm đường nông thôn ở xã Nam Song, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Chia sẻ của khán giả Hoàng Ninh, số điện thoại 0915 3 số cuối 153. Thưa quý vị và các bạn, 8 giờ sáng nay, trang web vétàu.com.vn mới bắt đầu mở bán. Sau khi đặt chỗ thành công trên trang web này, hành khách mới có phiếu đặt chỗ để thanh toán tiền và lấy vé. Tuy nhiên, mới 5 giờ sáng, ga Sài Gòn đã đón những hành khách đầu tiên đến chờ mua vé. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do năm nào trang web mua vé cũng lâm vào cảnh nghẽn mạng. Vì vậy, hành khách thường đến ga trực tiếp mua vé cho yên tâm. Đây là nội dung phản ánh của khán giả Trần Văn Tuấn trú tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 097 3 số cuối 980. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ga Sài Gòn bắt đầu bán vé tàu Tết cho hành khách qua website vétàu.com.vn. Sau đó nếu còn vé sẽ chuyển ra bán tại ga và các đại lý. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày website của đơn vị này không thể truy cập. Ngay từ những phút mở bán đầu tiên, mạng bán vé tàu Tết đã nghẽn, hàng trăm hành khách đăng ký mua vé qua mạng ngay tại ga Sài Gòn không thể truy cập vào trang này vì hệ thống thông báo quá tải. Tình trạng nghẽn mạng kéo dài nhiều tiếng đồng hồ khiến hành khách có mặt tại ga vô cùng bức xúc. Trong khi đó, nhiều người do thiếu hiểu biết cũng đã có mặt tại ga từ 5 giờ sáng để chờ đợi mua vé trực tiếp. Tuy nhiên, đa phần hành khách có mặt tại ga đều bức xúc vì mạng thì nghẽn mà nhà ga cũng không cho mua vé trực tiếp khi chưa đặt chỗ thành công trên web. Theo phản ánh của khán giả Trần Văn Tuấn, thì để chuẩn bị mua vé tàu Tết, anh Tuấn phải xin nghỉ làm sáng nay mùng 10 tháng 12. Tuy nhiên, có mặt tại ga Sài Gòn từ 7 giờ sáng, khi chờ tới lượt đăng nhập, anh Tuấn không thể truy cập bởi hệ thống liên tục báo lỗi. Theo quan sát của anh Tuấn thì không chỉ riêng máy tính của anh Tuấn mà hầu hết các máy tính của người dân đem đến ga Sài Gòn truy cập vào trang website bán vé tàu Tết đều không thể đăng nhập được. Ngay cả khi hành khách sử dụng hệ thống máy tính đặt sẵn tại sảnh nhà ga cũng không thể truy cập được trang web này. Đến gần 11:30, tình trạng nghẽn mạng vẫn diễn ra khiến người dân vô cùng bức xúc. Anh Tuấn cho biết, để mua vé tàu qua mạng, khách hàng phải đăng ký một tài khoản trên website vétàu.com.vn, hạn đăng ký tới hết ngày 7 tháng 12. Mỗi tài khoản tương đương với một phiếu đặt chỗ và mỗi phiếu được đặt tối đa 8 vé, bao gồm 4 chỗ lượt đi và 4 chỗ lượt về. Sau khi bán vé online, nếu còn vé thì mới chuyển ra bán tại ga và các đại lý. Nhưng điều đáng nói là không phải người dân nào cũng có điều kiện truy cập Internet để mua vé, và năm nào cứ đến thời điểm bán vé thì website đều bị sập do nghẽn mạng. Theo ý kiến chủ quan của khán giả Trần Văn Tuấn thì việc bán vé theo cách như thế này còn nhiều bất cập. Anh Tuấn kiến nghị nhà ga nên bán vé với cả hai hình thức là qua website và bán trực tiếp tại ga để người dân mua vé được thuận tiện hơn.
Thưa quý vị, gần 2 tháng nay, trên tuyến đường giao thông xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xuất hiện hai điểm sạt lở lớn gây khó khăn cho các hoạt động giao thông và đe dọa tính mạng con người. Đó là nội dung phản ánh của khán giả Nguyễn Quang Dũng từ số điện thoại 0978 3 số cuối 934. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tấm hình này được chụp tại tuyến đường liên xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Một hố sâu lớn xuất hiện sát mép đường. Hố sâu đã tồn tại ở đây được gần 2 tháng mà chưa có cơ quan chức năng nào đến khắc phục. Hiện điểm sạt lở này có nguy cơ ngày càng lan rộng. Điều đáng nói, đây không phải là điểm sạt lở duy nhất trên trục đường này. Khán giả Nguyễn Quang Dũng cho biết, đường giao thông xã Hướng Linh được đưa vào sử dụng từ năm 2006. Do thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng nên sau vài năm sử dụng, đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Điểm sạt lở đầu tiên nằm tại km số 7, đoạn đường này là một bên là núi, một bên là vực sâu. Sạt lở kéo dài khoảng 30m và nằm cách đường nhựa khoảng 2-3m. Điểm sạt lở thứ hai nghiêm trọng hơn, ta luy âm sạt toàn bộ, đã ăn vào đường nhựa, cách nhà dân khoảng 5-7m và tạo thành hàm ếch rất sâu và nguy hiểm, có thể sập bất cứ lúc nào. Khán giả Nguyễn Quang Dũng còn cho biết thêm, đã có nhiều trường hợp người dân bị sa xuống đây. Cụ thể, cách đây khoảng gần 2 tuần, ông Hồ Nối, 40 tuổi, sống tại thôn Sa Bai, do trời tối đã bị trượt chân ngã xuống điểm sạt lở thứ hai. Rất may người dân phát hiện kịp thời và đưa ông Nối về nhà trong tình trạng xây sát, chấn thương nhẹ. Trước những mối nguy hiểm tiềm ẩn, nhiều người dân xã Hướng Linh đã không dám cho con em mình đi lại một mình trên tuyến đường này. Hiện người dân đã báo cáo tình trạng sạt lở nêu trên lên chính quyền các cấp, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có đơn vị nào xuống hiện trường xử lý. Một khán giả giấu tên ở Hải Phòng cho biết, thời gian gần đây công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp giày Aurora có trụ sở tại thôn 8, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thường xuyên tiến hành đốt rác thải công nghiệp mà không qua một công đoạn xử lý nào, gây ảnh hưởng đến đời sống của những người dân sống lân cận. Sau đây là một vài hình ảnh về việc đốt rác thải này. Hình ảnh này được ghi lại tại khuôn viên công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp giày Aurora. Từng thùng rác thải công nghiệp trong quá trình sản xuất giày được chất đống chờ xử lý. Số rác thải này sẽ được công nhân cho vào lò, đốt trực tiếp. Khói đen và mùi khét từ vải, da, ni lông và một số rác thải công nghiệp khác phủ kín cả một vùng. Còn đây là những hình ảnh được ghi bên ngoài khuôn viên của công ty này. Nước thải công nghiệp ứ đọng bao vây khu tường rào công ty. Phía bên đối diện là trường mẫu giáo Thiên Hương. Hàng ngày cô và trò trường Thiên Hương vẫn phải hít thở một bầu không khí độc hại. Phản ánh đến chương trình, khán giả ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng này cho biết, trước kia công ty giày Aurora có thuê một đơn vị chuyên xử lý rác của công ty thải ra trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, một tháng trở lại đây, sau khi kết thúc hợp đồng với công ty thu gom rác nêu trên, để tiết kiệm ngân sách, công ty giày Aurora đã tự tiến hành phân loại và xử lý rác. Rác thải công nghiệp của toàn bộ công ty sẽ được giao cho công nhân của từng xưởng thay nhau xử lý. Những công nhân này có nhiệm vụ đổ rác thải vào lò hơi để đốt cháy. Mỗi ca như vậy kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, và việc đốt rác thải xảy ra mạnh nhất vào ban đêm. Mỗi lần như vậy, từng cột khói đen kịt bốc lên bao trùm cả một vùng dân cư. Khán giả giấu tên còn cho biết thêm, nằm ngay phía đối diện của công ty này là trường mầm non Thiên Hương, hàng ngày có đến cả 100 cháu nhỏ đến theo giờ học.
Nhiều khi đến giờ giải lao nhưng các giáo viên trong trường chỉ dám cho học sinh sinh hoạt trong lớp và đóng chặt cửa vì e ngại khói và mùi khét từ công ty giày Aurora có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các em học sinh. Được biết, công ty giày Aurora có 100% vốn đầu tư của Đài Loan và có quy mô sản xuất rất lớn. Vì vậy, lượng rác thải được công ty này thải ra một ngày là rất lớn. Thưa quý vị và các bạn, về vấn đề này, chương trình sẽ gửi công văn làm rõ đến Ủy ban Nhân dân xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp giày Aurora để xác minh làm rõ. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn theo dõi trong các chương trình tiếp theo. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với một phản ánh về giao thông của khán giả Minh Lý ở khối 1, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại 091 3 số cuối 811. Clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều ngày 9 tháng 12 vừa qua, giữa một xe máy và một xe tải khiến hai người bị thương nặng. Có mặt tại hiện trường và chứng kiến sự việc, khán giả Minh Lý đã ghi lại một số hình ảnh và gửi về chương trình. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 9 tháng 12 tại ngã tư vòng xuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Chiếc xe máy hiệu Honda Dream mang biển kiểm soát 38F66081 đi hướng từ thị trấn Phố Châu tới Đức Thọ. Khi đến khu vực ngã tư vòng xuyến, do không làm chủ tốc độ nên đã đâm thẳng vào chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 81L0432 chạy từ hướng Vũ Quang, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Sau cú va chạm, chiếc xe máy bị ô tô tải cuốn vào gầm xe, kéo đi hơn 10 mét mới dừng lại. Hai nạn nhân trên xe máy bị hất tung ra khỏi xe, đầu đập xuống đất gây chấn thương nặng. Theo phản ánh của khán giả Minh Lý, ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã kịp thời đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn, sau đó được chuyển lên tuyến trên điều trị. Khán giả Minh Lý cũng cho biết, Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn đã có mặt kịp thời để khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông. Riêng chiếc xe tải gây tai nạn đã bị Công an huyện Hương Sơn tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Thưa quý vị, sống bao quanh trụ điện, xây nhà cách trụ biến áp cao thế có điện thế 220 kV chỉ chừng 30 cm, họp chợ ngay trụ điện, thậm chí là phơi quần áo trên đường dây điện là những hình ảnh dễ dàng nhìn thấy tại nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh, dọc theo các tuyến dây điện cao thế, trung thế khác, tình trạng xây dựng vi phạm hành lang an toàn lưới điện đã đến mức báo động. Theo quy định, khi phát hiện vi phạm, ngành điện sẽ lập biên bản, còn chính quyền địa phương ra quyết định tháo dỡ, cưỡng chế. Tuy nhiên, đó chỉ là quy định. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với clip phản ánh của khán giả Phan Thanh Hải ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi về cho chương trình. Thank you.
Khán giả Phan Thanh Hải cho biết, hiện nay tại nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều công trình lưới điện cao áp bị xâm phạm. Điển hình là việc cơi nới nhà cửa, lấn chiếm hành lang tuyến, khai thác rừng, khai thác đá xây dựng, thi công cơ giới dưới hành lang an toàn lưới điện. Chính tình trạng xâm phạm này đã dẫn đến việc một số các công trình lưới điện xảy ra sự cố nghiêm trọng, gây tai nạn, thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước. Theo thống kê của Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay ghi nhận có hàng nghìn trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Trường hợp dễ nhận thấy nhất là người dân thường dùng tôn, mái che trước nhà hoặc tận dụng các trạm biến áp, trụ điện cao thế để kinh doanh buôn bán hoặc lấn chiếm xây dựng rất nguy hiểm. Anh Hải cho rằng, bên cạnh sự thiếu ý thức của người dân thì sự phối hợp thiếu chặt chẽ giữa các ngành chức năng với địa phương trong việc quản lý, bảo vệ và việc xử lý các hành vi vi phạm an toàn công trình lưới điện cao áp thiếu kiên quyết, nghiêm minh là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Đường Nguyễn Du thuộc thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước có chiều dài khoảng 1,5 km. Hai điểm đầu và cuối của con đường nối quốc lộ 13 đoạn chạy qua đường Phú Đức và đường Phú Thịnh tạo thành một vòng cung và được coi như đường vành đai thị xã. Hiện nay, các tài xế xe tải thường xuyên cho xe chở đất đá chạy qua con đường này để tránh sự kiểm tra gắt gao của lực lượng chức năng khiến con đường xuống cấp nghiêm trọng. Khán giả Trương Văn Phong từ số điện thoại 0979, 3 số cuối 466 đã ghi lại một số hình ảnh về sự tàn phá của xe tải trên con đường này và gửi về cho chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đường vành đai Nguyễn Du. Hàng ngày có cả trăm lượt xe trọng tải lớn nối đuôi nhau chạy qua đây. Mặt đường trước kia được trải nhựa, này cũng đã bị bầm nát. Đất đá rơi vãi, cùng với cát bụi có sẵn từ mặt đường bị cày nát, bị cuốn theo mỗi chuyến xe chạy qua, khiến khói bụi bao trùm cả khu dân cư. Thêm vào đó, tiếng xe trọng tải lớn chạy suốt ngày đêm, bóp còi inh ỏi nên người dân không khỏi bức xúc. Khán giả Trương Văn Phong cho biết, những xe tải chạy qua đường Nguyễn Du hầu hết đều là những xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên và đều chở nguyên liệu cho chi nhánh nhà máy xi măng Hà Tiên đặt tại xã Thanh Lương. Anh Phong cho biết, các xe tải chạy qua con đường này nhằm mục đích tránh chốt chặn của cảnh sát giao thông đặt trên quốc lộ 13. Vì vậy, một con đường dân sinh vốn chỉ thiết kế để phục vụ sự đi lại của người dân, nay lại phải oằn mình gánh vác hàng trăm chuyến xe tải chở đất đá mỗi ngày, đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bong chóc, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, thậm chí nhiều chỗ còn xuất hiện sống trâu giữa đường, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Còn đối với các hộ dân sống hai bên đường Nguyễn Du thì ngoài việc phải hứng chịu khói bụi bay vào nhà, ngày đêm còn bị tiếng còi xe trọng tải lớn tra tấn. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Trương Văn Phong cũng như người dân thị xã Bình Long mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục tình trạng nêu trên, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân. Thưa quý vị, để tháo gỡ những khó khăn trong giao thông và vận tải của một tỉnh miền núi, nhiều năm qua, tỉnh Đắk Nông đã xác định phát triển giao thông nông thôn là khâu đột phá, tạo động lực đưa kinh tế của tỉnh phát triển. Nhiều địa phương trong tỉnh đã xây dựng phong trào tự nguyện hiến đất, góp tiền làm đường. Khán giả Hoàng Ninh từ số điện thoại 0915, 3 số cuối 153 đã gửi tới chương trình một số hình ảnh về phong trào hiến đất làm đường của xã Nam Rong, huyện Cư Rút, một trong những địa phương đi đầu trong phong trào này. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là con lộ dài gần 2 km, chạy từ thôn 6 đến hết thôn 10 xã Nam Rong, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, một trong những con đường nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Mặt đường đổ bê tông rộng 3m, dày 18cm, mỗi bên hành lang rộng 1,5m. Con đường vừa hoàn thành đầu tháng 12 vừa qua, thay thế cho con đường đất chỉ rộng chưa tới 3m với hai dãy nhà dân chạy dọc ven đường. Nay con đường khang trang hơn, đường mở rộng tới tận 6m. Tuy nhiên, nhà nước không phải đền bù hoặc hỗ trợ tiền hoa màu mà người dân ở đây đã tự nguyện hiến đất để làm đường.
Thưa quý vị, theo chia sẻ của khán giả Hoàng Ninh, thì gần 100 hộ dân sống hai bên đường liên thôn tại xã Nam Rong, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông đều hiến đất cho theo tinh thần tự nguyện. Hộ ít nhất cũng hiến khoảng 20m², nhiều thì khoảng hơn 100m². Điển hình có nhà cụ Nguyễn Văn Khoán, 74 tuổi, gia đình cụ đã hiến 240m² đất mặt đường trị giá vào khoảng 500 triệu đồng. Không chỉ hiến đất, nhiều gia đình còn góp tiền làm đường. Do là tuyến đường liên thôn nên nhân dân cũng đóng góp 30% số tiền đổ bê tông và bỏ công làm hai bên hành lang đường. Khán giả Hoàng Ninh cho biết, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Nam Rong, từ đầu năm 2012, địa phương đã hoàn thành nhiều tuyến đường bê tông liên thôn thuộc các thôn 2 đến thôn 6 và thôn 10, có chiều dài khoảng hơn 4.000 mét. Đường cấp phối nội đồng từ thôn trung tâm vào thôn 9 và thôn 11 có chiều dài hơn 3.000 mét. Để có được những tuyến lộ bê tông và cấp phối nói trên, ngoài số đất ước tính 12.000 m² người dân tự nguyện hiến, bà con trong xã còn chịu thiệt hại vài tỷ đồng do cây công nghiệp bị chặt để làm đường. Cũng theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Nam Rong, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của xã Nam Rong từ nay đến năm 2015 sẽ đầu tư xây dựng nâng cấp thêm 6 tuyến đường có chiều dài trên 100 km, vì địa phương có diện tích tự nhiên rất rộng tới 90 km². Hầu hết các hộ dân đều hồ hởi hiến đất. Nếu các tuyến lộ chạy ngang qua mà không đòi hỏi bồi thường tiền đất cũng như tiền hoa màu. Khán giả Hoàng Ninh cho rằng, trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đang được triển khai hiện nay, tiêu chí bê tông hóa giao thông nông thôn được nhiều địa phương đánh giá là khó thực hiện, vì đòi hỏi phải có sự đóng góp kinh phí của nhân dân. Trong điều kiện ngân sách còn hạn chế, thì tinh thần tự nguyện góp của, góp sức của người dân xã Nam Rong, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông đã làm thay đổi diện mạo địa phương. Những con đường bê tông khang trang này được xây dựng từ sự chung tay, đồng lòng của một tập thể đoàn kết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ của khán giả cả nước gửi về cho chúng tôi qua đường dây nóng 0904881414 và email gocnhinkhansa@vtc.vn. Khán giả Nguyễn Thị Khuyên hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình, số điện thoại 0986 3 số cuối 993 cho biết, cách đây 3 tuần chị có mua bắp cải ở ngoài chợ về sử dụng, số còn thừa chị quên không vứt đi. Gần đây khi chị phát hiện và kiểm tra thì số bắp cải này không hề có hiện tượng thối rữa. Đây là đoạn clip mà chị Khuyên đã gửi đến chương trình, số bắp cải còn thừa này vẫn còn tươi nguyên, phần cuống chỉ bị đen đi chứ không hề bị thối rữa. Thậm chí, cuống bắp cải có hiện tượng mọc rễ. Chị Khuyên có tham khảo ý kiến của những bà nội trợ thì được biết, nếu là rau sạch thì thời tiết lạnh cũng chỉ có thể để được vài ba ngày là bắt đầu héo hoặc bị hỏng. Đấy là chưa kể đến thời gian dành cho khâu vận chuyển trung gian mới đến tay người tiêu dùng. Chị Khuyên cho rằng, những người bán hàng phải dùng đến một loại thuốc hóa học nào đó mới có thể hỗ trợ rau củ quả tươi lâu đến như vậy. Gửi phản ánh đến chương trình, chị Khuyên mong muốn các bà nội trợ hãy là một người tiêu dùng thông minh, tỉnh táo, không lựa chọn những sản phẩm rau củ quả có nguồn gốc không rõ ràng hoặc có xuất xứ từ Trung Quốc. Khán giả Phan Thị Yến Trang, trú tại Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mới đây chị đã chụp được ảnh một kẻ cướp giật iPad của chị bằng chính chiếc iPad mà chị mua, sau đó đưa lên Facebook để kêu gọi cộng đồng truy tìm. Theo chị Trang, lúc chị ra chợ từ thiện cùng mấy người bạn, chị nhờ bạn chụp dùm tấm hình để chia sẻ cùng bạn bè qua Facebook. Đột nhiên, một tên cướp bất ngờ xuất hiện từ phía sau, lao tới và giật chiếc iPad chị đang cầm trên tay. Ngay lập tức, chị Trang phản ứng bằng cách dùng tay giữ chặt lại, nên tên cướp đã không thể thực hiện thành công hành vi của mình, vội vã phóng xe bỏ đi. Cũng theo chị Trang, khi về nhà và quan sát lại tấm ảnh này, mới phát hiện ra kẻ cướp đang ngồi trên xe ở phía đằng sau chị. Y đang giả đò uống nước và quan sát nạn nhân. Gửi phản ánh đến chương trình, một mặt chị Trang muốn cảnh báo người dân hãy cẩn thận trước nạn trộm cướp ngày càng táo tợn ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là để người dân có thể nhận diện được tên cướp nêu trên để đề phòng. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. 8 giờ sáng nay, website vétàu.com.vn mới bắt đầu mở bán. Sau khi đặt chỗ thành công trên trang web này, hành khách mới có phiếu đặt chỗ để thanh toán tiền và lấy vé. Tuy nhiên, mới 5 giờ sáng, ga Sài Gòn đã đón những hành khách đầu tiên đến chờ mua vé. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do năm nào trang web này cũng nghẽn mạng. Vì vậy, hành khách thường đến nhà ga mua vé trực tiếp cho yên tâm. Phản ánh của khán giả Trần Văn Tuấn, trú tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 097 3 số cuối 980.
Gần 2 tháng nay, trên tuyến đường giao thông xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xuất hiện 2 điểm sạt lở gây khó khăn cho các hoạt động giao thông và đe dọa tính mạng con người. Người dân đã báo cáo tình trạng sạt lở nêu trên lên chính quyền các cấp. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có đơn vị nào xuống hiện trường xử lý. Phản ánh của khán giả Nguyễn Quang Dũng từ số điện thoại 0978 và 3 số cuối là 934. Thời gian gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp giày Aurora có trụ sở tại thôn 8, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thường xuyên tiến hành đốt rác thải công nghiệp mà không qua một công đoạn xử lý nào, gây ảnh hưởng đến đời sống của những người dân sống lân cận. Phản ánh của một khán giả giấu tên ở Hải Phòng. Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào trưa ngày 9 tháng 12 tại ngã tư vòng xuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Do không làm chủ tốc độ, chiếc xe máy đã đâm thẳng vào ô tô tải chạy ngược chiều. Hai nạn nhân trên xe máy bị thương nặng. Phản ánh của khán giả Minh Lý ở khối 1 thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại 091 và 3 số cuối là 811. Xây nhà cách trụ biến áp cao thế, có điện thế 220 kV, chỉ chừng 30 cm, họp chợ ngay trụ điện, thậm chí là phơi quần áo trên đường dây điện là những hình ảnh dễ dàng nhìn thấy tại nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh. Dọc theo các tuyến dây điện cao thế, trung thế khác, tình trạng xây dựng vi phạm hành lang an toàn lưới điện đã đến mức báo động. Phản ánh của khán giả Phan Thanh Hải ở thành phố Hồ Chí Minh. Để tránh sự kiểm tra gắt gao của lực lượng chức năng trên quốc lộ 13, hàng ngày hàng trăm lượt xe trọng tải lớn chạy vào đường Nguyễn Du là đường vành đai của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, khiến con đường này xuống cấp nghiêm trọng. Phản ánh của khán giả Trương Văn Phong từ số điện thoại 0979, 3 số cuối 466. Trong năm 2012, gần 100 hộ dân sống hai bên đường liên thôn ở xã Nam Dông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông đã tình nguyện hiến đất để làm đường, thay đổi diện mạo địa phương. Bên cạnh đó, người dân cũng sẵn sàng đóng góp kinh phí, giúp kế hoạch đề ra được triển khai thuận lợi. Những con đường bê tông khang trang này được xây dựng từ sự chung tay đồng lòng của một tập thể đoàn kết. Chia sẻ của khán giả Hoàng Ninh ở xã Đắk Rông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay email đến địa chỉ gocnhinkhansa@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904 88 1414. Khi gửi hình ảnh, clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên nọ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.